Câu chuyện thứ ba bắt đầu vào vài ngày trước năm mới tại London. Olivia là chủ của một cửa tiệm chuyên bán đồng hồ. Ngay sau khi cô rời đi thì Marky và Didi nhanh chóng tìm cách vào trong. Không cần đợi Marky kịp nghĩ cách thì Didi dùng luôn đầu cậu làm cái chìa khóa. Mục đích của họ là đánh cắp chiếc chìa khóa vàng của đồng hồ Big Ben. Lúc nãy Marky đã làm chìa khóa nên giờ tới lượt Didi làm chìa khóa. Họ vừa lấy được chiếc chìa khóa thì chuông báo chống trộm vang lên. Một con chim cúc cu vừa xuất hiện liền dùng búa đập thẳng xuống. Sau đó là rất nhiều cái bẫy được kích hoạt khiến cả hai phải vắt chân lên cổ mà chạy. May mà vẫn chạy kịp về hang ổ. Sau đó Joy xuất hiện ngầu lòi để lấy chiếc chìa khóa, báo hiệu việc hắn đang có một âm mưu nguy hiểm nào đó. Trong khi đó tại phố Baker, thám tử Jack Holmes đang đọc báo về một quả bom hạt nhân mới của thế kỷ 20 được bảo vệ mọi lúc mọi nơi ở trong nhà tù. Tiến sĩ Augie Watson thì đang làm món trứng ốp la. Cậu mải nhìn khinh khí cầu nên hơi quá tay. Nhưng mà nhờ đó thì Augie mới biết hạt tiêu có tác dụng làm hiện dấu vết. Cậu mải nghịch ngợm khiến cho Jack phát cáu liền đập bể luôn lọ tiêu. Thế là hai con mèo thi nhau hắt xì. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Một cô mèo xinh đẹp hiện ra trước mặt Augie khiến cậu quên luôn cả việc mình đang nấu ăn. Jack nhanh chóng mời cô vào nhà, cậu còn lịch sự khi mời Olivia dùng trà. Tôi bị mất một chiếc chìa khóa. Chìa khóa đó có tác dụng gì? Nó dùng để đi vào trong đồng hồ Big Ben. Nghe xong thì Jack và Augie nhanh chóng bắt đầu điều tra. Augie nhớ tới lọ tiêu có tác dụng làm hiện dấu vết liền nhìn thấy những dấu chân nhỏ. Đang điều tra thì cảnh sát bốp tới. Thám tử và cảnh sát vốn đã không ưa gì nhau nên khi gặp họ hay gây hấn. Trong khi đó Augie đã tìm được bằng chứng mới. Cậu đang điều tra thì gặp đường cụt. Trong khi đó Bob và Jack vẫn đang gây sự. Thế là cả hai phải bỏ về nhưng Augie cũng không quên chào Olivia. Bên phía khác thì Joy đã hoàn thành xong bước đầu tiên. Cậu ta đánh dấu vào tấm bản đồ rồi mang nó cùng với chiếc chìa khóa đưa cho một con rắn khác. Nhưng con rắn này có nhiều tay hơn nên Joy phải đưa hết tiền mới đủ. Mặt khác thì Augie đang tìm hiểu về những dấu chân. Chúng là của bọn rắn. Điều đó khiến Jack nhớ lại kẻ thù truyền kiếp của họ. Joy đã từng đẩy cậu xuống vách núi nhưng cậu may mắn sống sót được. Đang hồi tưởng thì bị ai đó ném cục đá vào mặt. Nó đính kèm với một tấm bản đồ dẫn đến một địa điểm. Hai người nhanh chóng đến đó điều tra. Khi Jack và Augie đến đó thì nhìn thấy một con rắn. Một món cá chiên nhanh chóng được đem lên bàn. Tôi có thông tin về lũ rắn các anh đang tìm. Chính xác thì chúng đang ở đâu? Chúng ở đây. Chỉ xong nó liền mời cả hai một ly nước cà rốt. Nhân cơ hội đó liền đánh cháo cái Jojo của Jack với chiếc chìa khóa. Cả hai cùng với cảnh sát nhanh chóng có mặt tại địa điểm con rắn đã chỉ. Jack vô tình ngáp một cái liền kích hoạt cánh cửa bí mật. Họ nhanh chóng chạy vào trong. Ở trên có một cánh cửa bị khóa thì Jack liền dùng hết sức để mở, thế là bị u đầu. Augie lấy ra bằng chứng và hỏi chiếc chìa khóa đâu thì chúng bảo mình không biết. Bob thuộc dạng nói ít làm nhiều liền bắt cả đám về đồn. Nhưng tất cả đều nằm trong kế hoạch của Joy, chúng cố tình để bị bắt nhằm cướp quả bom hạt nhân ở trong tù. Thậm chí còn để lại bằng chứng giả, mang quả bom ra ngoài thì có đồng đội đợi sẵn. Sáng hôm sau Bob kiểm tra thì không thấy quả bom mà chỉ thấy một cái Jojo của Jack. Trong khi đó cậu đang thử chơi violon nhưng chơi tệ quá khiến Augie phải bịt tai lại. Đang chơi thì bị cảnh sát ghé thăm, nhìn cái Jojo trên tay của Bob thì Jack tính nói nó không phải của mình nhưng đâu biết nó đã bị đánh cháo. Cậu muốn phản kháng nhưng cảnh sát quá đông. Thế là được một vé vào trong nhà tù. Olivia vừa tới thì cảnh sát Bob nói mình đã tìm ra hung thủ và đưa chiếc chìa khóa cho cô. Bộ ba chú rắn thì được thả ra trước mặt thám tử Jack. Lúc này Olivia thả cái bịt tai của Augie ra thì cậu mới biết Jack đã bị bắt. Thậm chí con rắn từng giúp mình lại hợp tác với ba con rắn khác. Olivia nói mình có cách giúp Augie được. Bên ngoài thì là một cô chủ chuyên bán đồng hồ. Còn bên trong thì Olivia còn là một phi công. Cả hai nhanh chóng tiến đến nhà tù trên máy bay trực thăng của cô. Jack đang chán nản thì Augie xuất hiện ở phía sau. Olivia sử dụng máy cưa để giải cứu Jack. Nhưng tiếng động quá lớn khiến cảnh sát nhanh chóng phát hiện ra. Họ vừa đuổi theo vừa bắn súng lên, khiến cho động cơ của máy bay trực thăng gặp vấn đề liền bay thấp xuống. Augie phải bịt cái lỗ trên động cơ mới cứu được Jack. Olivia cho bay cao lên để đánh bay những anh cảnh sát đang bám vào Jack. Thế là Bob liền tiếp tục sử dụng súng. Olivia không còn cách nào khác phải dùng tới những cái đồng hồ thông minh để cắt đuôi cảnh sát. Chiếc máy bay trực thăng bị hư hại nặng liền bay loạn xạ. Phải tới sáng hôm sau cả bọn mới đáp đất được. Một con cừu đang chơi xổ số thì Olivia liền giật lấy tờ báo. Cô phát hiện ra đồng hồ Big Ben đang đếm ngược cho đến thế kỷ 20. Joy sẽ sử dụng chiếc chìa khóa để đặt quả bom hạt nhân vào trong đó đúng không?
Olivia vừa lấy chiếc chìa khóa ra thì bị con cừu ăn mất, Jack lại gần nếm thử thì phát hiện ra đó là sô-cô-la. Thì ra Joy đã làm giả chiếc chìa khóa rồi để cảnh sát đưa nó cho Olivia nhằm đánh lạc hướng cảnh sát. Đến tối, mọi người nhanh chóng có mặt tại đồng hồ Big Ben để đón năm mới. Joy sẽ lợi dụng điều đó để cho nổ quả bom hạt nhân vào lúc giao thừa nhằm ám sát nữ hoàng. Nhóm Augie nhanh chóng cải trang để tiếp cận Big Ben. Khi lên trên, họ nhìn thấy nhóm của Joy vẫn đang ở đấy. Khởi động quả bom xong thì chúng liền chạy lẹ để cho Jack và Augie đuổi theo. Olivia sẽ phụ trách việc gỡ quả bom. Lúc này đồng hồ chỉ còn hơn 1 phút và nữ hoàng Anh cũng đã xuất hiện. Jack đuổi theo mãi mới dồn được Joy vào đường cùng. Nhưng cái Jojo rớt ra khiến Jack bị ngã xuống. Một kịch bản giống như ngày xưa tiếp tục diễn ra. Augie tính chạy qua giúp thì bị Marky và Didi đánh bay ra chỗ khác. Trong khi đó, Jack cũng đã bị rớt xuống. Olivia đang cố gắng hết sức nhưng sợ sẽ không kịp. Augie chứng kiến cảnh tượng vừa nãy thì liền òa khóc lên. Trong khi đó, lũ gián đã rời khỏi Big Ben và chỉ việc chờ cho nó phát nổ. Nhưng ngay khi đồng hồ điểm đến giây thứ 59 thì dừng lại. Jack đang cố gắng gồng cơ đít, hít cơ mông để giữ quả bom không phát nổ. Olivia có thêm thời gian thì cũng đã vô hiệu hóa được nó. Đồng hồ điểm qua ngày mới liền có pháo hoa bắn lên. Ai nấy đều ăn mừng năm mới ngoại trừ Joy khi kế hoạch đã bị phá sản. Thậm chí còn bị Marky và Didi báo hại nữa. Augie thì được Olivia tặng cho một nụ hôn khiến cậu sướng hết cả người. Ra ngoài thì có mấy anh cảnh sát cũng phải khen thưởng khi nhóm Augie đã làm rất tốt. Mọi thứ đều ổn cho đến khi cái đồng hồ Big Ben bị bung ra liền rơi xuống người nữ hoàng. Thế là cả hai phải chạy lẹ không thì sẽ phải ăn cơm tù. Câu chuyện thứ tư bắt đầu vào một tương lai xa xôi. Nơi cuộc chiến giữa các vì sao đang được diễn ra, Jack và Augie phải ngăn chặn Bob trước khi hắn phá hủy một hành tinh. Trong khi đó, Bob đã khóa mục tiêu vào một hành tinh màu xanh. Bên phía Jack và Augie thì họ đang phải vừa né những tia laser vừa tiếp cận con tàu. Chẳng mấy chốc mà cả hai đã bay vào trong thì Jack liền thả Augie xuống, thấy thế Bob cũng thả 3 con rắn ra. Hai bên bắt đầu lao vào chiến đấu. Địa hình hiểm trở khiến cho Augie không thể tung được hết sức. Sau khi dụ 3 con rắn nhảy xuống thì cậu liền múa may quay cuồng một hồi rồi hất 3 con rắn bay thẳng vào miệng laser. Augie tính đánh lén trước khi Bob kích hoạt tia laser nhưng không thành. Cậu bị ném xuống dưới miệng laser với 3 con rắn. Joy cầu xin Bob hãy cứu mình. Hình ảnh của cậu hồi nhỏ hiện ra nhưng vì chuyện đại sự nên Bob không cam lòng. Một tia năng lượng chết chóc nhanh chóng được bắn ra nhưng Jack chỉ cần sử dụng một chiếc gương liền khiến nó bay ngược về phía phi thuyền của Bob. Những mảnh còn lại của Augie cùng với 3 chú rắn rơi xuống hành tinh xanh. Họ tiếp tục vừa đuổi bắt vừa tiến hóa dần dần cho tới hình dạng hoàn chỉnh, hứa hẹn những chuỗi ngày đuổi bắt sẽ không bao giờ có hồi kết. Nếu bạn thấy hay thì có thể nhấn like và đăng ký kênh giúp tụi mình để tụi mình có động lực ra tiếp video nhé!